Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sản phẩm retinol đang rất là hot trên thị trường hiện nay, retinol của ASAP. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về ưu điểm của sản phẩm, nhược điểm của sản phẩm, những làn da nào chúng ta nên sử dụng sản phẩm này để dùng và cách dùng như thế nào. Hãy cố gắng là ở lại đến phần cuối của video nha, để tránh rằng chúng ta lãng phí khi mà mua một sản phẩm về mà dùng chẳng may nó không phù hợp đối với da của mình nhá. Rồi thì retinol là gì, một xíu dành cho những bạn nào mình còn chưa biết đến hoạt chất này nhá. Thì đây chính là một dẫn xuất của vitamin A và ở thế hệ 1 nha. Thì tác dụng chính chính là sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc điều trị mụn này, sáng da này, chống lão hóa này và điều trị thâm này. Tại sao retinol lại có một cái tác dụng thần kỳ như vậy? Đó là bởi vì cái sản phẩm này khi mình bôi trên da này sẽ kích thích tăng sinh tế bào này, đào thải những tế bào già cỗi ra bên ngoài đúng không? Và đồng thời là tăng sinh tế bào mới lên. Thì khi tế bào của chúng ta mà luôn được đổi mới như vậy thì sẽ khiến cho là cái tế bào mà làm chúng ta bị tối màu này, sần sùi trên da của mình nó sẽ bay đi, làm cho da của chúng ta nó sáng, nó mịn hơn đúng không? Và đồng thời nếu như bạn có mụn này thì đồng thời những cái tế bào già cỗi nó được đào thải đi sẽ kèm theo những cái bít tắc ở dưới da. Do vậy là tình trạng mụn của chúng ta nó sẽ giảm đúng không chị em? Rồi và chúng ta bước vào phần tiếp theo, đó chính là ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm này nhá. Trước khi bước vào phần quan trọng này thì đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shot tại kênh YouTube này nha, bằng cách là hãy kích vào nút đăng ký ở phía dưới. Cái ưu điểm đầu tiên mà Hương thấy đó chính là về cái kết cấu của sản phẩm nhá. Thì Hương sẽ bóc cái sản phẩm này ra để em biết rằng kết cấu sản phẩm này. Thực sự là khi mà test một cái dòng retinol ấy, Hương thấy rằng đây là một cái sản phẩm mà kết cấu khá là ổn. Đây chính là hàng chính hãng chị em nhá, sẽ có tem như thế này chị em nha. Và ở phía đằng sau của cái sản phẩm sẽ có tem phụ như thế này. Thì khi mình mua một cái sản phẩm thì hãy cố gắng là mua hàng chính hãng nhá. Để mình bôi sản phẩm trên da ấy, thì nó sẽ nói chung là mình sẽ an toàn, cảm thấy thoải mái hơn đúng không? Rồi và Hương sẽ bóc cái sản phẩm này ra nha. Thực ra sản phẩm này thì là tạm nút vào thôi. Thì mình cũng đã test sản phẩm này đâu đó khoảng tầm được 4 đến 5 ngày rồi, gần 1 tuần rồi. Thì có thể đưa chị em được những cái gọi là bước đầu tiên khi mà review vào cái sản phẩm này. Và sẽ test sản phẩm này thêm một thời gian dài nữa để có một cái video phía sau nhá, review chi tiết hơn. Còn video này sẽ là một xíu nha. Rồi mình sẽ lấy cái sản phẩm ra tay chị em nha. Hương rất thích một cái chai mà cái nắp nhấn như thế này, bởi vì nó sẽ có khả năng là chống oxy hóa, chống hỏng sản phẩm rất là tốt. Và nó cũng nhìn rất là kiểu sang xịn mịn đúng không chị em? Rồi đây là kết cấu sản phẩm này. Tại sao Hương lại nói rằng là sản phẩm này rất là thích? Bởi vì chị em nhìn thấy không? Đó, nó rất là lỏng đúng không? Dạng serum đúng không chị em? Và khi mình bôi trên da nhá, Hương tán ra này, nó thẩm thấu vào da rất là nhanh luôn. Và nhất là những chị em nào mà da lỗ chân lông to nhá, mà có bít tắc nhá. Cái này không phải là quảng cáo cho hãng, mà đây là ưu điểm đầu tiên, đó chính là về cái dạng bào chế, chính là dạng lỏng, dạng serum như thế này. Thì khi mình bôi trên da này, nó thẩm thấu rất là nhanh. Đó, cái ưu điểm là thẩm thấu nhanh nhá. Cái thứ hai là cái khả năng bít tắc cho da nó rất là ít. Hương lấy ví dụ như cùng cái loại retinol này, nhưng nếu như những cái hãng khác nhá, sẽ là cái dạng cream nó đặc ấy, thì trong bảng thành phần có thể là có oil này, có thể là có những cái bơ hạt mỡ thêm vào này, hoặc là các cái dưỡng không, nó vô tình làn da mình bít tắc. Còn cái sản phẩm như thế này thì mình có thể là yên tâm đến 90% có thể dùng được trên cái nền da mà có bít tắc chị em nhá. Đây, đó, nó rất là thẩm thấu vào da, rất là ổn luôn mọi người ạ. Cái ưu điểm thứ hai mà Hương muốn nhắc đến ở sản phẩm này đó chính là về cái bảng thành phần chị em nhá. Thì bảng thành phần chị em có thể nhìn ở trên ảnh Hương chụp này, thì bảng thành phần ngoài cái retinol 1.0 da thì mình sẽ có thêm cái triptophan này, đó chính là một cái chất mà giúp chúng ta nó gọi là phục hồi da tốt hơn ý. Đó, và ngoài ra trong bảng thành phần sẽ có thêm là hyaluronic acid đúng không? Đó chính là một cái dạng cấp ẩm cho da của chúng ta này, và có thêm cả vitamin E. Đó, do vậy một cái sản phẩm mà ngoài cái retinol da mà có thêm những cái hoạt chất mà dưỡng da như vậy, phục hồi da như vậy, thì nó sẽ giảm cái sự gọi là châm chích trên da này, giảm những cái phản ứng phụ trên da của mình đúng không? Và đúng như là đối với cái bảng thành phần này thì Hương test thử trên da này, thì đối với Hương là một làn da mà thứ nhất là dầu và mụn điển hình này, nhưng mà thứ hai là Hương cũng đã dùng cái sản phẩm ví dụ như là Tretinoin 0.05 này, đã giới thiệu cho em rất là nhiều rồi. Thì Hương thấy rằng đúng như cái lời quảng cáo ấy, đó chính là do bảng thành phần có thêm những hoạt chất phục hồi da. Do vậy mình bôi trên da thì cảm giác nó rất là êm, phải dùng cái từ êm nhá. Đó, không có một xíu châm chích gì nhiều. Còn Hương nghĩ rằng, đấy là đối với da Hương nhá. Còn khi Hương test thử như vậy thì Hương nghĩ rằng đối với những bạn khác ấy, kể cả da có yếu hơn một xíu chăng nữa, thì mình bôi ấy, nó sẽ không bị rát hoặc là châm chích quá là nhiều đâu. Thì đây chính là hai cái ưu điểm lớn nhất mà Hương thấy rằng của cái dòng retinol này. Nhưng mà đừng vội dừng lại ở đây nhá, bởi vì chúng ta sẽ vẫn có nhược điểm của sản phẩm này đó. Và chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, đó chính là nhược điểm của sản phẩm retinol nhà ASAP này nha. Nhược điểm đầu tiên mà Hương kể đến đó chính là về giá. Sản phẩm này thì giá nói chung là không được phải chăng cho lắm.
Tùy phân khúc đúng không? Nhưng mà cái sản phẩm này giá sẽ là 2.450.000 cho một chai 30ml như thế này. Đó thì nó sẽ hơi khó khăn đối với những bạn sinh viên. Nhưng mà với những tầm tuổi mà độ tuổi trên 25 ấy, khi mà mình ra trường mình đi làm rồi này, đó, hoặc là như của Hương là độ tuổi người cao tuổi rồi đúng không? Đó thì mình nếu như sản phẩm tốt thì mình sẽ nên đầu tư những cái phân khúc như thế này. Bởi vì một cái chai 30ml như này thì đâu đó ít nhất là khoảng tầm 2 tháng mình dùng nó mới hết nhá. Khoảng đó, vì là không phải ngày nào mình cũng sử dụng cái retinol đúng không? Nhưng điểm thứ hai mình muốn kể đến của sản phẩm này đó chính là về nồng độ của sản phẩm. Thì chị em biết rằng là đối với sản phẩm retinol của Obagi này sẽ có là 0.5 này và 1.0 đúng không? Có nghĩa là mình sẽ đi từ nồng độ thấp nhất, sau đó tăng lên đến nồng độ cao hơn. Còn riêng đối với em Asap này thì hãng sẽ chỉ là một cái nồng độ là 1.0 thôi. Đó. Thì cái ưu điểm nếu mà dành cho những cái làn da mà khỏe như Hương thì Hương nói ở trên là mình thích nghi cái sản phẩm rất là tốt. Nhưng ví dụ như một bạn nào đó mình mới sử dụng cái hoạt chất retinol này mà mình dùng cái 1.0 này thì nó có vẻ sẽ rất là mạnh đối với da của mình. Đó. Vì vậy bạn nào đó mà mình mới bước chân vào con đường skincare mà sử dụng nhá thì mình sẽ cân nhắc là mình sử dụng cái sản phẩm là 1.0 này nhá. Hoặc là mình có thể sử dụng một cái tần suất ít này, cái lượng bôi nó một ít thôi để mình nghe ngóng da của mình nhá. Bởi vì mình sẽ không có cái 0.5 để mình test thử đúng không? Đó, mình dùng luôn cái 1.0 như thế này. Thì cũng mong muốn rằng là hãng sẽ ra một cái nồng độ là 0.5 nhá. Chị em mình mà mới bước chân vào dùng sản phẩm, mình dùng ấy thì tâm lý sẽ thoải mái hơn và sẽ giảm cái khả năng kích ứng hơn. Một cái nhược điểm nữa thấy rằng của cái sản phẩm này đó chính là sản phẩm thì được quảng cáo rằng là sẽ sáng da rất là nhanh, tức là nâng tông da đúng không? Đó. Thì Hương nghĩ rằng là nếu như retinol mà làm mờ thâm này thì nó cũng ổn. Nhưng mà cái khả năng sáng da thì Hương test thử cũng chỉ khoảng tầm 4 đến 5 buổi. Nhưng mà Hương cũng không nhận thấy được cái sự sáng da nó quá là nhiều. Và sẽ test thêm cái sản phẩm này một thời gian dài thêm nữa nhá. Ít nhất là khoảng trong 1 tháng để có thể kiểm chứng cho chị em. Nhưng Hương nghĩ rằng là để mà sáng da như cái lời quảng cáo ấy, thì nó rất là khó. Và nếu như mà để muốn sáng da thì phải thêm những hoạt chất. Ví dụ như là vitamin C này hay là niacinamide này. Có lẽ vì thế mà hãng đã làm ra là Asap A cộng này, sau đó đến B, sau đó đến C đúng không? Thì cái B, cái C đó nó sẽ có thêm thành phần là cái niacinamide đó. Thì chắc chắn là phải dùng cả một combo của hãng thì da mới sáng được. Còn nếu như một sản phẩm này mà như lời đồn là làm trắng sáng da thì Hương nghĩ rằng là nó sẽ hơi khó và sẽ hơi chậm một xíu chị em nha. Rồi và sau khi phân tích được về ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm, chúng ta cùng đi sang cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái làn da nào sẽ thích hợp sử dụng cái em Asap này. Một cái em cũng khá là phân khúc tầm trung và cao cấp đúng không? Và cách dùng sản phẩm như thế nào, sẽ lên một cái routine skincare cho chị em có thể dùng tại nhà nha. Và trước khi bước vào phần chính này, đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shot tại kênh YouTube này nha, bằng cách là hãy kích vào nút đăng ký ở phía dưới. Rồi, đầu tiên đó chính là những làn da nào nên sử dụng sản phẩm này. Thì cái làn da đầu tiên đó chính là một cái làn da mà muốn chống lão hóa nhá. Tức là những chị em mình đã trải qua đến độ tuổi mà 25 đổ lên nhá, thì nó sẽ là vừa có tài chính rồi này đúng không, mà sẽ là vừa đang trong thời điểm nó bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rồi, thì mình sẽ nên đầu tư cái sản phẩm này. Đó, thì kết cấu ở trên Hương nghĩ rằng là với cái nồng độ này, với kết cấu này, với bảng thành phần thì nó rất phù hợp và mình sẽ dùng để chống lão hóa này, làm giảm thiểu những cái nếp nhăn xuất hiện này và làm da của mình nó sáng hơn này, đều màu hơn này, nó hỗ trợ tăng sinh collagen này. Cái làn da thứ hai chúng ta nên sử dụng đó chính là những làn da mà nếu như có mụn thì tình trạng mụn đã ổn định rồi và chúng ta sẽ tiến đến cái giai đoạn là ổn định sau mụn này, điều trị thâm này và sáng da này, lỗ chân lông này đúng không? Bởi vì cái retinol này thì cũng có tác dụng điều trị mụn, nhưng nếu như cái tình trạng mụn nó chỉ ở cấp độ 1 thôi nhá. Chị em có thể kích vào cái link để xem cấp độ mụn nhá. Còn nếu cấp độ nặng hơn ấy thì cái retinol này nó sẽ bị gọi là bị yếu hơn, thì mình sẽ tham khảo mình sử dụng sang là adapalene này hoặc là tretinoin đúng không? Còn nếu như chị em có mụn nhẹ này hoặc là sau mụn này, chúng ta muốn sáng da này, hỗ trợ điều trị này, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này nhá. Còn nếu như mụn chúng ta mà nặng này, cấp độ cao hơn này, hoặc là mụn viêm đang tụ mụn quá nhiều, thì cái sản phẩm này nó sẽ không quá là hiệu quả để có thể là đặc trị, điều trị mụn cho em nha. Rồi, cách dùng sản phẩm này như thế nào? Thì như mà nói ở trên đúng không? Đó chính là về nồng độ sản phẩm là 1.0. Vì vậy khi mà dùng chúng ta vẫn sẽ tuân theo hai cái quy tắc mà Hương rất hay chia sẻ. Quy tắc đầu tiên đó chính là hãy dùng từ tần suất thấp nhất rồi tăng dần lên đến tần suất cao để da của mình nó thích nghi từ từ. Và cách dùng thứ hai, cái lưu ý thứ hai đó chính là hãy dùng cái lượng bôi ít. Sau đó nếu như da của mình nó tiến triển, nó hấp thụ sản phẩm, mình sẽ tăng dần cái lượng bôi lên nha. Thì mình có thể áp dụng mình dùng là cái tuần đầu tiên có thể là một buổi thôi, hoặc là bôi một vùng nhỏ thôi để mình nghe ngóng da của mình nhá. Tuần thứ hai mình có thể tăng lên là khoảng 2 đến 3 lần.
Và tôi nghĩ rằng cái tần suất mà hợp lý để sử dụng cái sản phẩm này sẽ là khoảng 3 đến 4 lần trên một tuần nha. Và cái sản phẩm này có quy trình như thế nào? Cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm vào buổi tối nhá, không được sử dụng sản phẩm vào buổi sáng. Và chúng ta sẽ có bước là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, là hai cái bước không thể thiếu rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ dùng đến toner hoặc là serum HA đúng không? Sau đó mình sẽ bôi đến cái em retinol này, dạng lỏng này. Và sau đó mình sẽ là dưỡng khóa ẩm ở phía sau. Và cái dưỡng khóa ẩm thì mình sẽ nên chọn kết cấu là đặc hơn em này một xíu. Có thể chọn cái dạng là cũng lotion nhưng mà đặc hơn một xíu nhá. Hoặc là chọn dạng cream này. Đó, thì đó chính là cái quy trình chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này như đối với sản phẩm khác. Và trên đây đó chính là cái review của Hương về em retinol của ASAP này. Thì nếu như để tổng kết lại thì Hương thấy rằng đây là một sản phẩm cũng khá là ổn. Và nếu như mà để mua sản phẩm này thì sẽ phù hợp với những đối tượng ở trên nhé. Và Hương sẽ sử dụng cái sản phẩm này thêm một thời gian nữa để có thể có một cái review chân thực về cái sản phẩm này cho chị em. Nhưng mà bước đầu tiên để đánh giá sản phẩm này thì sản phẩm này sẽ đạt là khoảng 8 trên 10 điểm chị em nhé. Bởi vì bị trừ 2 điểm với những cái mà nhược điểm phía trên mà Hương vừa nêu.